Quý vị thân mến, trong số những tay gôn trẻ của Việt Nam thì Trần Lam là một golfer nhận được rất nhiều sự kỳ vọng nhờ tài năng, sự chăm chỉ cũng như là định hướng rõ ràng trong nghề nghiệp. Thế nhưng bên cạnh đó thì tất nhiên rồi, vẫn còn có rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết về vận động viên trẻ của năm, người đã được vinh danh tại Gala Việt Nam Golf Awards 2019. Thế nên trong chương trình ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhiều hơn về tay gôn này qua những câu hỏi nhanh. Lúc 6 tuổi. Hàng tư Malaysia. Đá banh. VGO 2019. Đặng Quang Anh. 20. Chính xác không? Em không biết, em đoán lại. 6 tiếng. 5 giờ rưỡi. Hồ Tràm, Đập Lớp. Butter. 9 lần. 1 lần. Jetton Pro. Turn Pro.